Thưa quý vị, liên quan đến vụ chìm xà lan trên biển Quảng Ngãi khiến 5 người chết và mất tích, vào tối ngày 24 tháng 4, Cảng vụ hàng hải tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng vừa vớt thêm được thi thể của một nạn nhân. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại đã phát hiện 4 thi thể. Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định rõ danh tính của từng thi thể. Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng như Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, đồn biên phòng Lý Sơn và các tàu vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ, Lý Sơn, tàu cá ngư dân và 4 thợ lặn tập trung tìm kiếm thuyền viên còn lại đang mất tích. Trước đó, vào lúc 4 giờ ngày 24 tháng 4, tàu kéo LA06695 kéo theo xà lan trên tàu có 5 thuyền viên đang hành trình chở đá từ Kỳ Hà, Quảng Nam đi Lý Sơn, Quảng Ngãi. Khi đang đến khu vực cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý về hướng Tây Bắc thì xảy ra sự cố làm xà lan bị chìm. Ngay sau đó, các thuyền viên trên tàu đã phát tín hiệu cầu cứu. Thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, ăn uống thất thường, thường xuyên ăn đồ cay nóng, ăn ít chất xơ, ngồi sử dụng điện thoại, máy tính quá lâu đã khiến tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh lý hậu môn trực tràng tăng cao. Lo ngại hơn là do tâm lý e ngại không đến các cơ sở y tế để thăm khám, nhiều người lại chữa bệnh theo các hướng dẫn trên mạng xã hội, khiến tình trạng nặng hơn và gây ra biến chứng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, bệnh lý hậu môn trực tràng khá phổ biến, bệnh có xu hướng trẻ hóa. Trong đó, chỉ là bệnh khá phổ biến ở vùng hậu môn trực tràng với tỷ lệ mắc khoảng 40-60% dân số. Nhiều người trẻ mắc bệnh này do có lối sống thiếu khoa học, ít vận động, ngồi nhiều, ăn nhiều thịt nhưng lại ăn ít rau quả. Bên cạnh đó, thói quen vừa đi vệ sinh vừa dùng điện thoại, đọc truyện, chơi game cũng là một trong những nguyên nhân khiến bệnh ngày càng tăng. Bác sĩ Cường cũng cho biết, ở mức độ nhẹ, người bệnh có thể được điều trị bằng thuốc kết hợp với việc thay đổi lối sống. Tuy nhiên, nếu ở tình trạng nặng, phẫu thuật là biện pháp điều trị cuối cùng. Hiện nay có nhiều phương pháp. Hiện Bệnh viện Tuệ Tĩnh là cơ sở đầu tiên ứng dụng điều trị bệnh lý này bằng sóng cao tần kết hợp với y học cổ truyền. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận gần 200 ca mắc tay chân miệng và 8 ổ dịch. CDC Hà Nội nhận định thành phố bắt đầu bước vào đỉnh dịch, dự kiến số ca mắc sẽ tăng trong thời gian tới. Tại nhiều tỉnh thành khác, số ca tay chân miệng cũng có xu hướng tăng. Trong khi đó, ở nhiều trẻ, bệnh chuyển biến nhanh có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Vậy khi thấy những dấu hiệu nào thì cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để điều trị kịp thời? Cảnh báo sau đây sẽ là thông tin cuối của Y tế trong ngày. Từ cuối tháng 3 đến nay, số trẻ đến khám do mắc tay chân miệng tại bệnh viện này tăng gấp đôi. Hầu hết trẻ đều có các nốt phồng rộp màu đỏ và sau đó phát triển thành các vết loét, chủ yếu ở lưỡi, lợi và bên trong má. Nốt phồng rộp này có bị chứng đặc trưng như là đầu gối, cửa tay, ở mông và có thể kèm theo loét họng. Thủy đậu thì nốt phồng nước toàn thân, các nốt phồng nước dễ vỡ hơn và nốt phồng nước có chuyển biến từ dịch trong sang dịch đục. Thống kê của CDC Hà Nội, từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 800 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2023. Bệnh tay chân miệng có hai chu kỳ đỉnh dịch vào tháng 4, tháng 5 và tháng 9, tháng 10. CDC Hà Nội nhận định hiện thành phố đã bước vào đỉnh dịch tay chân miệng chu kỳ lần 1. Thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận các ca bệnh và ổ dịch. Trong khi đó, số trẻ mắc tay chân miệng trên cả nước cũng gia tăng. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, trong hơn 3 tháng đầu năm đã ghi nhận hơn 10.000 trường hợp, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Các bác sĩ cảnh báo, tay chân miệng là bệnh rất dễ lây lan, nhất là ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Với tay chân miệng thì chúng ta biết là lây theo đường phân miệng, tức là đường ăn uống. Và như vậy thì ở trẻ em, thì đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, rất dễ bị lây bệnh từ trẻ này sang trẻ khác. Cho nên để mà phòng bệnh này thì thứ nhất là chúng ta phải vệ sinh những cái phòng nơi ở thoáng, sạch sẽ. Thứ hai nữa là đảm bảo được các cái vệ sinh về tay, chân, tay vì đa số là các trẻ có thể chơi cùng đồ chơi với nhau chẳng hạn, thì đấy là một cái mà cũng là dễ lây từ trẻ này sang trẻ khác, cho nên đồ chơi cũng phải được vệ sinh sạch sẽ. Rồi tay chúng ta phải đảm bảo được cho trẻ là giữ sạch bàn tay trước khi ăn, hoặc là các cái trẻ, bản thân các trẻ chơi nhau cũng vậy, chúng ta phải có cái
cái khoảng cách cũng như để ý đến các trẻ. Được biết, hai nhóm tác nhân gây bệnh tay chân miệng thường gặp là CA16 và EV71. Trường hợp nhiễm CA16 thường biểu hiện bệnh nhẹ, có thể chăm sóc và điều trị tại nhà. EV71 gây bệnh nặng hơn. Trước đó, năm 2023, EV71 là tác nhân chính gây bệnh ở trẻ. Các bác sĩ cho biết, tùy vào mức độ bệnh, trẻ được điều trị ngoại trú hoặc nhập viện điều trị nội trú. Tuy nhiên, do tay chân miệng có thể chuyển biến nhanh, khó lường, nên khi phát hiện trẻ mắc bệnh, gia đình nên đưa con đi thăm khám để được tư vấn về cách chăm sóc. Khi trẻ có các triệu chứng như sốt cao liên tục, không đáp ứng với thuốc hạ nhiệt, giật mình nhiều, thở nhanh, thở bất thường, cần đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế. Khi bệnh nhân có biểu hiện phát ban, nốt phỏng ở chân tay hoặc miệng, thì gia đình sẽ đưa đến cơ sở y tế, được bác sĩ thăm khám và sẽ được chỉ định để chuẩn đoán cũng như được theo dõi. Và đặc biệt khi bệnh nhân đã có xuất hiện cái dấu hiệu như là phát ban, nốt phỏng chân tay miệng và trẻ có dấu hiệu sốt trên 39.5 hoặc bệnh nhân giật mình 2 lần trong 30 phút thì bố mẹ phải đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám cũng như được theo dõi, cũng được chỉ định để điều trị phù hợp. Thì chúng ta nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và theo dõi. Những trường hợp cần thiết thì bác sĩ sẽ cho nhập viện theo dõi, còn những trường hợp nào mà có thể điều trị ở nhà và cách ly tại nhà thì bác sĩ sẽ tư vấn và theo dõi sát. Nếu trong trường hợp mà thấy diễn biến nặng thì có thể đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc. Để phòng bệnh, các bác sĩ cũng khuyến cáo cha mẹ cần thực hiện 3 sạch gồm ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và đồ chơi sạch. Tại trường học cần chú ý thực hiện vệ sinh, thường xuyên vệ sinh mặt bàn, ghế, làm sạch bề mặt và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Quý vị và các bạn đang theo dõi Chuyện Thường Ngày trên VTC14. Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp kết hợp với việc gây quỹ từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đã được nhóm phụ nữ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội duy trì từ tháng 6 năm 2023 đến nay. Nhóm phụ nữ này làm đồng nát, họ giàu tình, giàu nghĩa và giàu từ trong vốn ý thức, trách nhiệm với cộng đồng. Họ đã biến rác thải thành tiền nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn, giúp những em bé nghèo có sách vở để đến trường. Để duy trì được việc thiện nguyện này, thì người đầu tàu là chị Nguyễn Thị Điệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duyên Hà. Trước đây, hội cũng đã liên tục phát động phong trào phân loại rác thải tại nguồn, thế nhưng vẫn còn một số hộ chưa thực hiện. Nhờ có mô hình biến rác thành tiền, tỷ lệ hộ thực hiện phân loại rác tại nguồn đã tăng lên rõ rệt. Cứ mỗi tháng 2 lần, trên con đường quê của xã Duyên Hà lại tấp nập bóng dáng của các bà, các mẹ, các chị hội viên phụ nữ xã đang truyền tay nhau những hộp bìa các tông, vỏ lon, chai nhựa. Điểm tập kết phế liệu của hội phụ nữ xã Duyên Hà tại thôn Đại Lan rộn ràng như một phiên chợ vùng quê, tiếng nói cười rộn vang cả một khoảng trời. Các thành viên nhanh chóng phân chia công việc, người phân loại thùng cát tông, người chia chai nhựa. Dù ai cũng có những nghề nghiệp riêng, nhưng khi đến với chương trình, tất cả đều trở thành những người thu gom phế liệu chuyên nghiệp. Mọi người đều nhanh chóng phân loại từng bao phế liệu với niềm hạnh phúc ngập tràn. Gần một năm qua, mô hình biến rác thải thành tiền đã giúp hội phụ nữ trao hơn 30 triệu đồng đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mô hình biến rác thải thành tiền, tôi cũng tham gia thu gom tất cả những cái trên địa bàn xã, ở bất cứ ở đâu, xa cách đây khoảng 5-15 cây số, gọi cho tôi đến, tôi xin, tôi cũng đánh một cái xe thù đi để xin về, thu gom vào để đến lúc kỳ thu gom rác này chúng tôi phân loại. Như nhiều chị em phụ nữ ở xã Duyên Hà, bà Hải đã vận động chồng cùng tham gia mô hình biến rác thải thành tiền. Đối với bà, niềm vui tuổi già được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để lan tỏa điều tích cực đến với xã hội, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Ngày nào vợ chồng bà cũng thu gom, nhặt nhạnh vỏ lon ở ven đường để tích góp rồi mang đến điểm tập kết để bán và làm thiện nguyện. Thì nói chung là tôi đi làm, tôi thấy có nhựa rác hoặc là bìa tôi cũng nhặt, hoặc là ở thùng rác mà tôi thấy tôi cũng nhặt. Con ở Hà Nội về thì tôi dặn các cháu là đi về có mình sử dụng cái gì mà là đồng nát thì cứ nhặt về cho mẹ.
thì các cháu hàng tuần về là lấy rau thì lấy đem luôn đường nát về đấy. Thì tôi mà tôi đi đến các công ty mà người ta nhỏ đấy, người ta cũng không bán thì tôi xin, thì tôi bảo là tôi xin làm từ thiện thôi, tôi cũng không lấy đâu. Thì có để cho các cháu mỗi người góp vào là 1.000 thì là sẽ thành được nhiều nghìn. Nói chung là tất cả là vì môi trường sạch đẹp. Chủ tịch đây là rất là nhiệt tình lắm, vận động các em, nhà tôi cả nhà làm thu gom, ai thấy nhà chồng tôi mà đi về cũng thấy cũng có cũng nhặt. Người khởi xướng ra mô hình biến rác thải thành tiền là chị Nguyễn Thị Điệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duyên Hà. Vào tháng 5 năm 2023 thì tôi được làm một trong ba chủ tịch hội phụ nữ các xã thị trấn đi tham quan, đi dự hội nghị tọa đàm ở bên tọa đàm về khu di tích lịch sử kiểu mẫu ở bên đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan. Thì ở trong cái đền thờ đó ở sân ấy thì tôi cũng tham quan và cũng thấy ở bên đó người ta đặt một cái trạm rác. Như tôi về tôi làm của bên đấy nó nhỏ hơn, tôi về tôi làm to hơn và tôi chụp, và tôi cũng về cái biển treo ở đó thì tôi cũng làm như bên đó. Hôm mùng 5 tháng 6 đó thì chúng tôi thu được tổng 360.000, phát động cả toàn xã. Thì cảm thấy là cái mô hình này nó rất là thiết thực. Thứ nhất là mình có tiền để ủng hộ vào quỹ tình thương của xã. Mình lại bảo vệ được môi trường. Bây giờ trên các cái trục đường của xã Duyên Hà chúng tôi thì hầu như là không nhìn thấy vỏ chai nhựa, vì là các chị em cán bộ hội viên phụ nữ thì cứ đi đâu nhìn thấy các cái sản phẩm nhựa rồi phế liệu là toàn nhặt về tích về nhà.